Nguyễn Yumi xin gửi lời chào các anh chị cô chú đang xem live ạ. Niềm riêng sinh sâu trong men rượu sâu, bao năm yêu dấu sao nay mịt mờ. Để bây giờ tình quá ơ thơ, dấu yêu nào chìm sang muôn ngàn chiều hoang mang, yêu thương tràn trong phố vắng. Tàn thua cho lá rơi tìm muốn nhau, cơn đau trốn kín trong đôi mi sâu. Đã bao chiều ngồi nhớ nhung người, để u buồn trang lấp môi cười. Người xa tôi lời hẹn ước chỉ là thoáng môi. Cho tôi được nhận bao nỗi đau, để tìm đường kia không có nhau. Người yêu ơi, tôi xin với tay trao giọt rượu đào sao nghe đắng môi. Mất anh rồi tình tan vỡ đôi, men rượu ơi sao chưa quên nỗi đau này. Bài mới mọi người ơi, mới nghe mới anh chị lì xì chia sẻ cho em gái đi mọi người. Hôm nay không có phải là remix đầu tiên, không phải là remix nha mọi người. Chị mới thì ngày nào cũng hát rồi. Niềm riêng sinh sống trong men rượu sâu, yêu dấu sao nay mịt mờ. Để bây giờ tình quá ơ thơ, dấu yêu nào chìm sang muôn ngàn chiều hoang mang, yêu thương tràn trong phố vắng. Tàn thua cho lá rơi tìm muốn nhau, cơn đau chôn kín trong đôi mi sâu. Đã bao chiều ngồi nhớ nhung người, để u buồn tràn lấp môi cười. Người xa tôi lời hẹn ước chỉ là thoáng môi. Cho tôi được nhận bao nỗi đau, để tìm đường kia không có. Giọt rượu đào sao nghe đắng môi, mất anh rồi tình tan vỡ đôi. Men rượu ơi sao chưa quên nỗi đau này. Cho tôi được nhận bao nỗi đau, để tìm đường kia không có nhau. Người yêu ơi, tôi xin với tay trao giọt rượu đào sao anh rồi tình tan vỡ đôi. Men rượu ơi sao chưa quên nỗi đau này. Mua hai sủi trắng được tặng gì em? Tặng chị Anh hai sủi trắng nữa chị Anh ơi. Chị Anh hình như thắc mắc từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa hiểu rõ đúng không? Chị lên số điện thoại bên dưới giúp cho bà Yến đi. Xíu nữa là có người gọi điện cho chị liền luôn á chị Anh ơi. Hiện tại là để số điện thoại trong cái buổi live này của em là sẽ có người gọi điện liền. Hello. Hello anh Thuận. Chào anh Thuận nha. Chào cô Hoa Như. Chào chị Phương Phở Bò. Hai sủi trắng sẽ được tặng hai sủi trắng đó chị Anh. Chị Anh có nhu cầu thì chị Anh cứ lên số điện thoại bên dưới giúp cho bà Yến nha chị Anh ơi. Đó. Mấy bài mới mới không mà hôm nay tiếp một bài cho nó dễ thương xíu mọi người. Hôm nay không hát remix nha. Bảo nhân viên tư vấn gọi em với Đỗ Nhung, mà mình để số thì bên em mới gọi được chứ Đỗ Nhung. Mình muốn bảo nhân viên nhà em điện thoại thì mình phải để số điện thoại bên dưới giúp em nha. Chị Đỗ Nhung nè.
lại tiếp tục một bài hát về đạo vợ chồng nữa rồi. Đỗ Nhân ơi, lên số đi cho em đi Đỗ Nhân ơi. Bài này bài gì hả? Bài này là cảm ơn nhé chồng ơi. Chị Phương hát bài này được nè. Bài này dễ. Lòng em vẫn trong mong, dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên, dù là trăm năm sau khi xa đời em mãi không quên. Thả bên dưới cho bay yến nha, lẹ lẹ mọi người, lẹ nghe. Lẹ nha mọi người ơi. Lẹ lẹ. Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây, bức tranh đẹp ngỡ là tiền cảnh. Nuôi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đa sang bừng kỳ vi. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thức, tiếng khen nơi xa mãi ngút ngàn. Đường hạnh phúc nghĩa tình hòa máu, má pi lèn hùng vĩ non sông. Hà Giang ơi sao mà yêu thế, lúa vào mùa say cá thi nhân. Cô gái mèo thôi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc. Bao giờ được đặt chân tới Hà Giang, nhưng mà nhìn qua những cái những cái video mà mọi người quay á, thật sự rất là muốn luôn á. Đẹp quá Hà Giang ơi. Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây, bức tranh đẹp ngỡ là tiền cảnh. Nuôi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đa sang bừng kỳ vi. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thức, tiếng khen nơi xa mãi ngút ngàn. Đường hạnh phúc nghĩa tình hòa máu, má pi lèn hùng vĩ non sông. Hà Giang ơi sao mà yêu thế, lúa vào mùa say cá thi nhân. Cô gái mèo thôi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc. Cô gái mèo thôi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc nghiêng trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế, khâu vai về ai nhớ tương tư. Thương mảnh đất nên thơ chất phác, thương quê hương cực bắc yên bình. Thương mảnh đất nên thơ chất phác, thương quê cực bắc yên bình. Còn có hai ba câu cuối cũng lên tông nữa. Bài này hay nha mọi người, bài này hay quá trời hay luôn. Để em chắc em quay lên em thử coi có đăng lên YouTube bị bản quyền không, tại vì nhạc của anh Quách Bam dễ bị bản quyền lắm luôn. Để em coi thử coi
đăng bài này lên trang YouTube của em, mọi người nhớ ủng hộ em nha. Cái chị gì mới hỏi cũng mất tiêu rồi nè. Khi nào đến Hà Giang gặp anh trời nhiều quá vậy trời. Chị Phạm Thị Cành ơi, chị lên số cho em gọi điện tư vấn liền cho chị Cành nè, chị Cành ơi. Kem dưỡng chị lên số điện thoại bên dưới giúp em để bên em gọi điện tư vấn liền cho chị ha. Các anh chị mình muốn mua cái gì, các anh chị mình lên số điện thoại bên dưới cho bé Yến nha mọi người. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho các anh chị một cách là nhanh gọn lẹ, cách sớm nhất, nhanh nhất. Đó. Anh chị mình mua cái gì cũng được, lên số điện thoại bên dưới giúp em nha. Cứ có số là có đơn như cả nhà. Nếu mà không có gì nữa thì chắc em Yến xuống like mọi người ơi. Để mà nhường like lại cho buổi like khác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đừng quên là khi em Yến kết thúc like thì mọi người vẫn có thể để số được nha. Vẫn có thể để số bên dưới được. Chào Yến và chào Trần Văn. Dạ cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp mọi người vào tối nay vào lúc 7 giờ tối. Vẫn là hai chị em nhà em. Đó, bây giờ xin chào.